Ái Phi, nàng tới thật đúng lúc. Lại đây. Đây là bức tranh sơn thủy trẫm vừa vẽ xong, nàng xem đi, cảm thấy thế nào? Oán khí nặng nề, hận thù khó dứt. Đây là một bức tranh sơn thủy, oán khí và hận thù ở đâu ra? Ý tần thiếp nói là mình không phải là bức tranh của hoàng thượng. Vạn Phi, ai đã làm nàng giận vậy? Là hoàng thượng đó. Trẫm cảm thấy bức tranh này sắp vẽ xong, cho nên mới không chú ý đến nàng. Vậy thì bây giờ trẫm lập tức hồi cung khởi giá. Thần thiếp không phải giận vì chuyện này. Thần thiếp chỉ muốn biết tại sao lại ban kẻ phạm tội như Xuân Hoa làm vợ của Uông Trực. Chuyện này Uông Trực đã bẩm báo đầu đuôi với trẫm. Xuân Hoa, bây giờ nàng vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh cô ta chính là người ếm bùa, nên khi Uông Trực xin trẫm, trẫm cũng tiện thể chấp nhận luôn. Hoàng thượng, hoàng thượng à, thái hậu đã giao chuyện này cho thần thiếp xử lý. Bây giờ bỏ lỡ giữa chừng thì uy nghi của thần thiếp để ở đâu đây? Như vậy đi, nếu như nàng tìm được chứng cứ xác thực, trẫm sẽ xử trí cô ta theo pháp luật. Nhưng bây giờ nàng không có chứng cứ rõ ràng chứng minh Xuân Hoa có phải bị người ta giả mạo nét chữ hay không, thì không thể giam cô ta trong nhà giam lâu được. Hơn nữa, chuyện tang lễ tiền thái hậu, Uông Trực là người có công, trẫm đã hứa với hắn sẽ ghi công cho hắn. Thì bây giờ hắn tới để xin trẫm, trẫm làm sao nỡ từ chối hắn cho được. Thì ra chuyện này là Uông Trực thỉnh cầu hoàng thượng. Thảo nào hoàng thượng lại chấp thuận. Ái Phi, nàng nghĩ đi, Uông Trực là một thái giám, thân thể đã không được toàn vẹn, nàng lâu nay cũng không bạc đãi hắn. Vậy thì chúng ta hãy bàn Xuân Hoa về làm vợ cho hắn. Thần thiếp đúng là không bạc đãi Uông Trực. Hy vọng hắn sẽ luôn nhớ những điều này. Uông Xưởng Công, mau vào báo giúp ta. Dạ. Nương nương, Uông Xưởng Công cầu kiến. Bổn cung đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nói hắn về đi. Dạ. Uông Xưởng Công, cười tránh ra cho ta. Uông Trực tham kiến nương nương. To gan, chưa được bổn cung đồng ý mà dám tự ý xông vào. Uông Trực đến để xin tạ tội. Tạ tội? Chẳng phải Uông Xưởng Công tới để báo hỷ với bổn cung hay sao? Quý phi nương nương quả nhiên nắm tin tức nhanh thật. Nhưng chuyện nô tài xin hoàng thượng ban Xuân Hoa làm phu nhân của nô tài chỉ là muốn trong cung có một người có thể bầu bạn với nô tài đến già mà thôi. Như vậy nô tài mới có thể tập trung hơn vào việc hầu hạ hoàng thượng và nương nương. Cung nữ trong cung có hơn 3.000, ngươi lại chọn đúng ả Thiệu Xuân Hoa đang bị bổn cung thẩm tra. Còn nói là không chống đối bổn cung sao? Nương nương không biết đó thôi. Đây đúng là một sự trùng hợp, vì nô tài bình thường không có sở thích gì đặc biệt. Những lúc rảnh rỗi chỉ thích nghe vài bản nhạc. Lúc trước từng nghe Xuân Hoa tấu nhạc, khúc nhạc mà cô ấy đàn rất hợp ý nô tài. Hơn nữa nô tài cũng biết nương nương lâu nay vì không đủ chứng cứ cho việc cô ấy làm nên phiền muộn, vì vậy nô tài mới cả gan đến xin hoàng thượng. Nào ngờ hoàng thượng chấp thuận cho nô tài. Vậy là có thể một công đôi ba việc. Nô tài vừa có được người bầu bạn, vừa có thể giảm bớt phiền muộn cho nương nương. Vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Rõ ràng là người gây khó dễ cho bổn cung, mà còn nói là nghĩ cho bổn cung sao? Nương nương có thể không biết, lúc nãy nếu nô tài tới chậm một bước thì Xuân Hoa đã mất mạng rồi. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra với Xuân Hoa thì nương nương làm sao ăn nói với Chu Thái Hậu đây? Có chuyện này sao? Chuyện này là người khác làm hay là rốt cuộc là như thế nào thì nương nương không cần phải lo. Mọi chuyện đã có Uông Trực lo liệu. Uông Xưởng Công, những lời ngươi nói có đúng như những gì ngươi nghĩ hay không thì bổn cung không biết. Nhưng hoàng thượng đã mở lời rồi thì bổn cung có phản đối cũng vô ích. Vậy thì chúc ngươi và Thiệu Xuân Hoa được sống bên nhau lâu dài trong cung. Đa tạ nương nương đã chúc phúc. Xuân Hoa đã thành phu nhân của nô tài rồi thì nô tài sẽ không để cô ấy gây thêm phiền phức cho nương nương. Xin nương nương yên tâm. Đủ rồi, bổn cung nghe người nói nãy giờ đã nhiều rồi. Lui ra đi. Nô tài cáo lui.
Nương nương, Uông Trực là người trong ngoài bất nhất, sau này nương nương nên cẩn thận hơn với người này. Lẽ nào bổn cung còn cần người nhắc nhở hay sao? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ nhiều chuyện. Hà Hà, các ngươi lui ra đi. Dạ nương nương. Xuân Hoa, sao cô lại trở thành vợ của Uông Trực vậy? Là thánh chỉ của hoàng thượng. Ý chỉ của hoàng thượng nhất định là Uông Trực giở trò. Sao cô lại dính tới hắn vậy? Thật ra là hắn đã cứu tôi. Nếu không có thánh chỉ tới thì bây giờ tôi đã là một oan hồn rồi. Nhưng mà hôm đó khi thẩm tra ở thị chính sở, cô đã đưa ra được chứng cứ. Họ cũng không thể chứng minh được ngày tháng năm sinh của Thanh Tư là do chính cô viết ra. Vậy thì sao vẫn muốn hại cô chứ? Hàm Hương, cô vẫn không hiểu sao? Có người muốn tôi chết thì có tội, không tội hay tội danh gì cũng không quan trọng. Ta nghe nói Uông Trực là người gian xảo độc ác. Nếu cô thực sự về làm vợ hắn, ta sợ là cô nhảy ra biển lửa, lại nhảy vào núi đao. Hắn nói với tôi, hắn xin hoàng thượng ban tôi làm vợ hắn là không có ý gì khác, mà chỉ muốn cứu mạng tôi thôi, không có gì khác. Nhưng sao hắn lại tốt với cô như vậy? Là vì trước khi vào cung, tôi đã từng cứu hắn. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, không còn nhớ được gì. Nhưng không ngờ là hắn lại nhận ra tôi. Thì ra là như vậy. Xuân Hoa, cô vẫn phải cẩn thận. Ta nghe người ta nói, những thái giám đó tuy không phải là đàn ông thực sự, nhưng họ rất biết cách làm nhục người khác. Huống chi Uông Trực lại là sưởng công của thây sưởng. Nếu hắn thực sự muốn ức hiếp cô thì thật không biết phải làm sao nữa. Bây giờ tôi đã thoát khỏi cái chết, chuyện sau này cũng đành đi bước nào tính bước đó. Tiếc là bây giờ không biết Trương Nhạc Công đi đâu. Nếu có huynh ấy ở đây, cô còn có người để mà thương lượng. Tôi thì không mong huynh ấy ở đây. Hy vọng huynh ấy rời khỏi hoàng cung càng xa càng tốt. Tại sao vậy? Tôi đã là vợ của Uông Trực, đây là sự thật không thể thay đổi được. Nếu gặp lại huynh ấy thì thật không biết phải đối diện với huynh ấy như thế nào nữa. Cậu thử nói một câu xem. Dương công tử, thứ lỗi cho tại hạ bất lực. Đại phu, ông không cần áy náy. Chúng tôi biết ông đã cố hết sức rồi. Chỉ là Lưu đại ca bị thương quá nặng, tuy không nói được nhưng tay chân cử động được đã là tốt lắm rồi. Đúng vậy. Tiếc là gia đình tôi thực sự quá nghèo, cũng không dám đòi hỏi đại phu chữa trị tiếp cho phu quân tôi. Tôi không tiện ở đây lâu. Đại phu, chút ngân lượng này ông cứ cầm lấy, tôi nhờ ông khám bệnh tiếp cho huynh ấy. Sau này tôi sẽ đưa thêm tiền cho ông. Đa tạ công tử. Mẹ, Dương công tử, ta thật là ngại quá. Hy vọng Lưu đại ca sớm được bình phục, chỉ ra kẻ thù. Dù không thể nói được, nhưng ít ra huynh ấy tự lo cho mình được, hai người các vị cũng sẽ bớt đi gánh nặng. Dương công tử, đại ân đại đức của công tử, chúng tôi thực không biết lấy gì báo đáp. Đại tổ, mau đứng lên đi. Đa tạ. Lưu đại ca, huynh hãy yên tâm dưỡng bệnh. Đại phu, tôi sẽ tiễn ông xuống núi. Ông để địa chỉ lại cho tôi, sau này nếu có chuyện gì thì hãy viết thư cho tôi. Được, mời. Đi thôi. Đa tạ, đa tạ. Như công tử đi thông thả, đi bình an nha.
Lý Hà, sao nhà công cục không có ai hết vậy? Mau tới Tây Sưởng đi. Tây Sưởng? Tại sao vậy? Hôm nay hoàng thượng mở tiệc cho Ung Trực ở Tây Sưởng. Toàn bộ nhà công đều tới Tây Sưởng tấu nhạc. Tôi bị tiêu chảy nên không đi chung được. Không nói với huynh nữa, đau bụng quá. Huynh mau đi đi. Chúc mừng Sưởng công, chúc mừng. Đa tạ đa tạ. Mời vào trong, mời mời. Chúc mừng, đây là chúc thành ý. Chúc mừng Sưởng công. Dương Vĩnh tham kiến Sưởng công. Dương Vĩnh, ta đang lo người không tới thì khúc nhạc hôm nay sẽ kém hay. Hôm nay là ngày đại hỷ của Sưởng công. Dương Vĩnh đến kịp, thật là vô cùng vinh hạnh. Được, đa tạ. Sưởng công phu nhân tới. Xuân Hoa, hôm nay nàng đẹp lắm. Dương nhà công, người mau tấu nhạc đi. Nào, qua bên này. Hoàng thượng giá đáo. Tham kiến hoàng thượng. Các khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Ung Trực, Xuân Hoa, chúc mừng hai người. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng mời ngồi. Ngồi đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hôm nay trẫm mở tiệc cho Ung Trực và Xuân Hoa. Hy vọng các đại thần đừng câu nệ lễ nghi, mà hãy vui vẻ uống rượu mừng Ung Sưởng công. Nào. Tạ ơn hoàng thượng. Mời hoàng thượng. Mời hoàng thượng. Hoàng thượng, nô tài kính ngài một chung. Được. Tạ ơn hoàng thượng. Xuân Hoa,
Đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn qua đây nói với nàng. Sau này nàng sẽ ở đây, ta ở đối diện, rất gần. Có chuyện gì cứ qua đó tìm ta. Ở đây là Tây Xưởng, rất nhiều cấm vệ ra vào, nên không tiện cho cung nữ tới hầu hạ. Hai thái giám Phúc Nhi, Tiểu Khang lúc này sẽ ở trong nhà để cho nàng sai bảo. Nàng cứ về nhà công cục làm việc như bình thường, không có gì khác với trước hết. Đa tạ. Xin lỗi đã làm phiền nàng. Nương nương, Xuân Hoa tới rồi. Ngươi lui ra đi. Dạ, Xuân Hoa. Uông Trực không làm gì cô chứ? Không, hắn rất giữ lời hứa. Hơn nữa, còn sắp xếp cho tôi ở trong căn phòng khác. Vậy thì tốt rồi. Hắn đã không mạo phạm cô, thì sao sắc mặt cô lại buồn như vậy? Dương Nhà Công quay về rồi. Huynh ấy còn tố nhạc ở bữa tiệc nữa. Sao lại như vậy được? Về lúc nào không về, lại về ngay lúc này. Tôi là một cung nữ, trong lòng biết rõ, muốn ở cạnh huynh ấy là điều không thể. Nhưng vừa nhìn thấy huynh ấy, tôi mới hiểu thế nào là đào hoa vẫn vậy, người xưa đâu còn. Càng hiểu hơn cảm giác đau như xé lòng của cô khi nhìn thấy huynh ấy sau khi hoàng thượng sắc phong cô làm phi tần. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Chẳng phải Uông Trực đã hứa với cô là chờ khi nào sự việc lắng xuống, hắn sẽ nói với hoàng thượng không còn là vợ chồng với cô nữa hay sao? Vậy thì đã sao chứ? Bây giờ trong cung, ai mà không biết tôi là vợ của Uông Sưởng Công? Đây là điều không thể thay đổi được. Xuân Hoa, tôi đã hứa với mẹ tôi, cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào, mọi việc không như ý đến mấy, tôi cũng phải cố gắng để sống tiếp. Chỉ là tôi thật không ngờ lần sống sót này lại khó xử đến vậy. Cô đừng nghĩ nhiều quá. Con người cô tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ ngó xuống, nhất định sẽ chiều cho cô một con đường. Cô yên tâm đi, tôi không sao đâu. Tôi còn phải tới nhà công cục tập nhạc. Thôi tôi về trước đi. Sao cô lại làm vợ Uông Trực? Tôi đã biết rõ nguyên do rồi. Tôi hận là mình không thể bảo vệ được cô. Tôi lo là tôi sợ hắn sẽ gây bất lợi cho cô. Đây là số phận của tôi. Mình không cần buồn cho tôi, cũng không cần lo cho tôi đâu. Uông Trực hắn là người như thế nào? Tây Xưởng là nơi như thế nào? Cô ở Tây Xưởng với một người như Uông Trực, cô nói tôi làm sao không lo cho cô được chứ? Thật ra tôi và Uông Trực vốn là chỗ quen biết cũ, chỉ là hắn nhận ra tôi mà tôi lại không biết. Lần này hắn xin hoàng thượng ban tôi làm vợ hắn chỉ là để cứu tôi, không có gì khác hết. Vậy sao? Hai người biết nhau thế nào? Nói ra dài lắm. Khi tôi chưa vào cung, tôi từng cứu một gã ăn mày bên đường. Thì ra là hắn.
Chỉ là tôi không hề biết thôi. Còn nhớ lần trước, chuyện tôi bị Vu Oan làm Lưu Phi sảy thai, vốn dĩ đã giam vào đại lao Tây Xưởng. Tôi tưởng là mình chắc chắn sẽ chết. Không ngờ là tôi lại được thả ra. Tôi không sao hiểu được nguyên do. Sau đó mới biết, lúc đó hắn đã nhận ra tôi, vì vậy đã tha cho tôi một con đường sống. Lại có chuyện như vậy nữa sao? Chuyện tôi cứu gã ăn mày lúc nhỏ, chắc là không có ai khác biết. Quân Trực nói ra được những điều này, chắc là hắn đã từng trải qua. Dù là như vậy, Quân Trực là người độc ác nhẫn tâm. Cô ở bên cạnh hắn thì phải hết sức cẩn thận. Tôi cẩn thận thế nào đây? Tôi chỉ là một cung nữ, suốt đời suốt kiếp cũng không thể rời khỏi đây được. Còn huynh, đừng cố níu kéo những chuyện không có hy vọng nữa. Hãy mau rời khỏi đây, lo cho tương lai của mình. Tôi... phải rồi, quyển nhạc phổ lần trước tôi cho huynh mượn, huynh xem xong thì cứ để ở đây. Tôi đi đây. Thiệu chữ nhạc, Dương nhạc công. Các ngươi lui ra đi. Dạ, Xưởng công. Nàng Xưởng công, người đâu? Mau lên. Xưởng công, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Để phu nhân phải lấy sao? Lấy cho phu nhân đi. Dạ, vào trong dọn dẹp, sắp xếp lại đi. Mấy chuyện này nàng sẽ bọn chúng làm là được rồi, đâu cần phải tự làm. Không sao đâu, thiếp không quen bắt người khác hầu hạ. Được, vậy nàng thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Cơm sáng chuẩn bị xong rồi. Mời. Mời. Tạ ơn Xưởng công. Nào, ăn đi. Từ sáng sớm ta đã dặn họ nấu mấy món này. Nào, ăn đi. Ăn đi. Xuân Hoa, nàng cảm thấy mùi vị có ngon không? Ừ.
Vậy thì được. Nói thật là đây là bữa cơm ta ăn thoải mái nhất, vui vẻ nhất từ khi vào cung đến nay. Sưởng công sống trong cung nhiều năm, huynh đảo triều chính, sơn hào hải vị đã ăn nhiều rồi, mà sao bữa cơm này lại thấy vui vẻ nhất? Đương nhiên là ta vui nhất rồi, vì ta vào cung từ lúc còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện ta phải tự làm, bận tới tối mắt tối mũi, nên ăn không thấy ngon. Sau đó khi ta có được ít quyền thế, ta không uống rượu một mình thì cũng ăn cơm với một đám người chuyên lừa gạt lẫn nhau. Nàng nói đi, ta làm sao ăn mà vui vẻ được? Xuân Hoa nè, sau này ngày nào nàng cũng ăn cơm sáng với ta được không? Không sao, nếu nàng cảm thấy không muốn ăn cơm cùng bàn với ta cũng không sao. Không phải, sau này ngày nào Xuân Hoa cũng sẽ ăn sáng với Sưởng Công. Được. Đàn hay lắm, tạ ơn nương nương đã khen. Những nhạc công khác có thể về trước. Thiệu Chữ Nhạc, xin hãy dừng bước, bổn cung có chuyện muốn nói với người. Dạ. Thật không ngờ là Thiệu Chữ Nhạc vẫn còn cơ hội tới đây tấu nhạc cho bổn cung. Nô tỳ thực sự không làm chuyện ếm vua hiền phi. Trong cung không nhất thiết người có tội mới phải chết, người không có tội có thể sẽ còn dễ chết hơn. Thiệu Chữ Nhạc, lần này ngươi thoát được cái chết, hy vọng ngươi sẽ học cách thông minh hơn. Nô tỳ biết mình ngu muội, nên chỉ muốn đứng vững trong cung bằng nghề đàn, và không hề có ý nghĩ không nên có. Hy vọng nương nương minh xét. Bổn cung vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh, nhưng bây giờ xem ra ngươi thật là ngốc hết chỗ nói. Nếu không thì sao ngươi lại có nhiều kẻ thù như vậy ở trong cung? Khi ngươi gặp nạn, người muốn ngươi sống thì ít, kẻ muốn ngươi chết thì lại nhiều. Lần này Uông Trực bất chấp đắc tội với nhiều người như vậy để bảo vệ mạng ngươi. Hy vọng từ giờ ngươi sẽ là một người vợ tốt của hắn, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Như vậy thì ngươi có thể sống được lâu hơn một chút. Nô tỳ biết rồi. Ngươi nên nhớ rằng Uông Trực không phải là tấm kim bài miễn chết vĩnh viễn. Hắn cứu được ngươi một lần, nhưng không cứu được lần thứ hai đâu. Nô tỳ biết rồi. Lui ra đi. Dạ. Sưởng công, sao vậy? Không có gì. Đi thôi.
Lui ra đi. Dạ, Sướng Công. Dương Vĩnh thổi bài này, Xuân Hoa cũng đàn bài này. Không lẽ họ... Dương Vĩnh, Xưởng Công nói Huynh giờ dậu tới Tây Xưởng tấu nhạc, Huynh tới được không? Tôi tới được. Được, vậy tới giờ đó phải tới nha. Được. Xưởng Công, Dương Vĩnh tới rồi. Kêu hắn vào đây. Dạ. Dương Vĩnh, mời. Dương Vĩnh tham kiến Xưởng Công. Ngươi tới thật đúng lúc. Phải rồi, hai người đều là người của nhà công cục, ta cũng không cần giới thiệu gì nhiều. Ta muốn ngươi diễn tấu một bài cho ta và phu nhân nghe. Dạ. Hai người quả nhiên có tình ý. Uông Trực, đừng tức, đừng giận. Thể hiện ra mặt thì Xuân Hoa nhất định sẽ càng tránh xa mình. Cô ấy vừa là cung nữ, cũng là phu nhân của mình. Cho dù cô ấy thực sự có tình ý với Dương Vĩnh thì cũng không thể bỏ đi với hắn được. Mình cứ tạm thời làm như không biết gì. Sau này cảm hóa cô ấy bằng sự chân tình, để cô ấy tự nguyện suốt đời suốt kiếp ở trong cung cạnh mình. Tạ ơn Xưởng Công. Phải rồi, nha đầu Xuân Hoa đó sau khi về làm vợ Uông Trực, cuộc sống của ả như thế nào? Xuân Hoa là người rất kín miệng, nghe nói không hề kể với người nào trong nhà công cục. Ra khỏi đại lao Tây Xưởng có mấy người còn sống được? Uông Trực lại không phải là người thật thà. Thật là khổ cho nha đầu Xuân Hoa đó. Chuyện Yến Bộ Hiền Phi được Uông Trực xin hoàng thượng ra thánh chỉ, vậy là xong chuyện. Thái hậu cứ vậy mà tha cho Xuân Hoa. Ngươi cho rằng chuyện này là do Xuân Hoa làm thật sao? Không lẽ là có người khác? Rốt cuộc là ai ếm bùa thì ai gia không tiện nói. Nhưng phải nói là thiệu Xuân Hoa đó vẫn có không ít điểm nghi vấn. Vậy hung thủ thực sự vẫn chưa bắt được? Ngươi cho rằng mỗi lần hung thủ gây án đều bắt được hay sao? Ở trong cung bao nhiêu năm nay mà điều này cũng không biết. Thật là nô tỳ ngu muội. Người xem, trong cung này không biết có bao nhiêu kẻ mưu tính hại người. Hoàng phi hết người này tới người kia sảy thai, cứ cái đà này, chị A Gia rất khó có cháu để ẵm bồng. Thái hậu không cần lo, hoàng thượng mang mệnh trời, nhất định được thần linh phù hộ, sớm muộn sẽ có con nối dõi thôi.
Khởi bẩm Thái hậu, phương trượng Hương Hoa tự có thư cho Thái hậu. Thái hậu, quan âm kim thân Ai Gia nguyên tặng đã hoàn thành. Phương trượng mời Ai Gia tới tham gia khai quang. Nô tỳ vừa mới nhắc tới thần linh phù hộ thì Thái hậu nhận được thư của phương trượng. Có lẽ Thái hậu phải đi thêm một chuyến để tỏ sự thành tâm thì hoàng thượng mới được quan âm ban con. Vậy còn không mau đi, truyền lệnh xuống, mùng một tới Hương Hoa tự. Dạ, nô tỳ sẽ đi thu xếp ngay. Trong các phi chắc chỉ có Bách Phi là yếu đuối nhất. Sau khi sảy thai đến nay vẫn chưa bình phục, hay là gọi ả đi cùng, để thần linh phù hộ cho ả bình phục sức khỏe, để lại sinh con nữa. Được rồi, mau đi truyền đi. Dạ, Thái hậu. Cái gì? Nương nương muốn nô tỳ cùng tới Hương Hoa tự? Thái hậu có đồng ý không vậy? Thái hậu không nói gì, ta nghĩ chắc là bà đồng ý. Xuân Hoa, cô hãy đi cùng nương nương đi. Có cô bên cạnh, nương nương sẽ vui hơn. Không phải cô muốn ở lại bên cạnh Uông Trực chăm sóc cho hắn đó chứ? Nương nương nói gì vậy? Rõ ràng nương nương biết nô tỳ chỉ sống nhờ ở đó. Vậy cô còn chần chừ gì nữa chứ? Nô tỳ sợ Chu Thái hậu nghĩ nương nương ở gần nô tỳ thì sẽ có ấn tượng không tốt về nương nương. Vậy thì ta cũng không muốn đi nữa. Dù gì ta cũng không sao. Được rồi, nô tỳ sẽ đi với nương nương. Trung bá, người thiếu gia, mấy ngày nay ngày nào cậu cũng về trễ, không có chuyện gì chứ? Tôi không sao. Bá đi ngủ đi. Trưa nay có người đưa tới một bức thư, cậu xem đi. Dương công tử, sau khi công tử về, tại hạ tiếp tục chăm cứu trị thương cho Lưu Dũng. Hôm nay hắn đã nói chuyện lại được rồi, hắn muốn gặp mặt Dương công tử. Hãy tới ngay núi A Đầu để gặp. Trung bá, tôi đi đây. Bá đi ngủ đi, đừng chờ tôi. Khuya rồi mà cậu đi đâu vậy? Rồi chừng nào cậu về? Khuya rồi mà cậu đi đâu vậy chứ? Đại phu, sao lại thế này? Ai đã hại mọi người? Đi, đi mau đi. Ai đó?